đánh trên đầu đó, hèn không thấy nó đẻ. Rồi. Mày chạy đi. Anh ơi không vượt được đâu, vượt các cô đi. Để lấy cái vật to. Xịt rồi, hơi muộn rồi. Hơi muộn rồi anh em ạ. Đua xe quá, đánh không kịp. Xin chào tất cả các bác. Hiện tại thì em đang đi cài video. Hôm nay thì em đã có mặt tại hồ câu cây dừa. Hồ này thì cơi nới thêm. Ngày xưa thì diện tích hồ nhỏ hơn, nhưng bây giờ thì đã nới rộng ra. Như các bác đã biết, bây giờ phong trào thì câu chấm đen ở Thanh Hóa đang rất là phát triển. Vừa mới sáng sớm ra mà gần như đã phun cần rồi. Bây giờ hồ cơi nới thêm nhưng mà không biết lượng cá thả bao nhiêu. Bây giờ các bác sẽ theo em vào hỏi chủ hồ xem là lượng cá dưới hồ là bao nhiêu nhá. Đúng với tên gọi có khác, hồ cây dừa nên là chỉ có dừa là dừa. Ôi, em chào anh. Chào Việt Mai nhé, chào anh. Dạ, Việt lâu lắm nên nay gặp lại anh. Ok. Nay đến hồ thấy hồ nhà mình đẹp quá. Thì anh cho em hỏi là bữa trước thì em có câu ở đây nhưng mà hồ diện tích nó ngắn hơn. Bây giờ anh mới nới thêm ra đúng không? Ừ, nói chung là hồ mới nới lại ra thêm 50m nữa. Là tổng bây giờ hồ là chiều dài là 150m, còn rộng là 40m. Tổng lượng cá dưới hồ thì bây giờ nó thuộc vào 500 con đấy. Anh cá nhà mình thì biểu khoảng từ mấy cân đến mấy cân anh? Nói chung là cá biểu thể từ 7 cân đến 17 cân. Từ 7 đến 17 kg. Anh em ạ, cái biểu cá khá là đẹp, từ 7 đến 17 thì cũng khá là phê đấy. Anh cho em hỏi là cái mực nước bây giờ nhà hồ đang giữ mực nước khoảng sâu khoảng bao nhiêu anh? Nói chung là mực nước của hồ bây giờ là từ 2m đến 2m2 gì đấy. Với cái lượng cá như vậy thì bây giờ hiện tại thì anh cho câu một ca bao nhiêu tiền và ca thông bao nhiêu tiền anh? Thì bây giờ một ca nhà hồ quy định là 6 tiếng một ca. Bây giờ một ca là nhà hồ đã thu vé bằng 300 nghìn. Còn là thông ca 12 tiếng nhà hồ thu bằng 500 nghìn. Vâng. Nói chung là cái giá vé cũng khá là mềm anh em ạ. 512 tiếng. Hồ nhà mình thì bây giờ cho đánh tổng chiều dài cần trục thẻo là bao nhiêu mét anh nhỉ? Bây giờ là hiện tại bây giờ đang đánh là hồ cho đánh là tổng giới hạn cần trục thẻo của nhà hồ là hiện bây giờ là dài cần trục thẻo là 20m. 20m rồi mẹ. Dạ. Hôm qua thì em có xem livestream thì thấy hồ lên khá là nhiều cá. Ừ, thì hôm qua tổng lên được khoảng bao nhiêu con anh? Hôm qua hồ tổng lên là 16 con. 16 con. 16 con anh em ạ, khá là nhiều. Một cái hồ chấm đen mà một buổi lên 16 con nó phải nói là cũng khá rực rỡ anh ạ. Không biết là hôm nay em vía có bị nặng hay không. Nếu mà vía nặng thì căng lắm. Thôi cố gắng hôm nay kiếm đến 1-2 con là coi như là thành công rồi. Rồi. Thôi em chào anh nhé, yeah. Em sẽ ra. Ok. Nha, chúc Việt Mai thành công nha. Dạ, dạ. Hiện tại hồ thì có 500 con chấm đen mà ngày hôm qua là lên 16 con. Vào cái thời điểm thời tiết như này thì em nghĩ như thế là hồ lên cũng khá là tơi. Như các bác biết thì bây giờ thì một cái hồ mà 3 đến 500 con chấm đen thì ở Việt Nam đang khá là nhiều. Nhưng mà bây giờ lượng cần thủ thì câu cũng khá là đông. Nên là để mà lên được một lượng cá như thế là cũng khá là ok anh em ạ. Nói chung là cá cũng phải là ăn mạnh mới lên được nhiều như thế. Hiện tại hồ đang khá là đông anh em rồi, tới 20 mấy cần thủ rồi. Đi câu thì bây giờ thì tiền á, thì có thể là mua được mồi ngon, tiền ai cũng có, cũng có thể mua được mồi ngon. Nhưng mà để câu được cá thì nó còn sẽ phụ thuộc vào yếu tố kinh nghiệm, kỹ thuật và phải kết hợp cả may mắn nữa anh em ạ. Chứ không phải là cứ có tiền là câu được cá đâu. Tại vì bây giờ anh em thì đa phần đi câu thì ai cũng có điều kiện, ai cũng có mồi ngon hết rồi. Mà một hồ ấy thì ít khi mà cá nó ăn đều tất cả vị trí. Như anh em đi câu thì chắc là cũng biết, thường một hồ nó sẽ có những cái vị trí nhất định là thường xuyên hay lên cá. Nên là nếu mà đi câu mà đi muộn á thì chắc chắn là sẽ không được vị trí đẹp. Kinh nghiệm thì cũng là một phần, nhưng mà
Ví dụ nay em đến đây là lâu lắm mới quay lại, nay đến đây coi như là lần đầu. Thì chắc chắn là vị trí nào giờ giấc nào can là em hiện tại chưa nắm được. Không thể bằng những anh em thường xuyên câu ở đây, gọi là như gọi là thần hồ đấy. Những anh em thần hồ đây chắc chắn là sẽ nắm rõ hơn. Nên là buổi đầu bỡ ngỡ là nếu như móm thì nó cũng là chuyện bình thường anh em ạ. Và nếu mà may mắn nữa mà đúng vào chỗ điểm cá tụ thì khả năng là vẫn rực rỡ được. Nhưng mà một hồ mà 20 mấy cần đến gần 30 cần thì thực tế ra là để mà đánh được một buổi rực rỡ thì em nghĩ là cũng hơi khó khăn. Trừ khi những cái hồ mà diện tích rộng hẳn và lượng cá thật nhiều. Đấy, chứ còn 5 mét một cần thủ là để đánh rực rỡ chắc chắn là lượng cá nó sẽ chia bớt ra, khó để rực rỡ lắm. Đi câu thì theo cái kinh nghiệm của bản thân em á, đó là mồi ngon nhưng mà phải kết hợp với kinh nghiệm, kỹ thuật cộng với may mắn, như thế thì nó mới cho cái kết quả buổi câu tốt được. Chứ mồi ngon không thì chưa nói lên được điều gì các bác ạ. Thôi, bây giờ em ra hồ thôi. Bây giờ đi câu tiện các bác ạ. Ngày xưa đi câu là phải đi tìm ốc thì nó khó khăn. Bây giờ là đến các chủ hồ gần như là có bán ốc hết à. Nên là chỉ việc xách cần đi thôi. Xả nuôi ổ tháng sau đến đánh. Phải đánh hẹn giờ. Đây, mồi ngon có đây rồi các bác. Còn câu được 2 cái không? Còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Chỗ ngồi thì hôm nay thì anh em tư vấn là cái chỗ này là cái chỗ giáp ranh giữa điểm nông điểm sâu. Em thì không biết là cá ăn bên nông hay sâu, thôi em đánh ở giữa nông và sâu. Hôm qua thì cá ăn toàn bộ là ở bờ nông, nay thì không biết là ăn bờ nào, thôi cứ ngồi giữa. Mồi thì ngon rồi, còn cá có ăn hay không, còn đỏ đen nữa quá, may mắn cơ. 1, 2, 3, 4, 5 giọt quá. Bình thường đến cá cũ 2 cân này thì em cho khoảng 3 giọt. Hôm nay đánh cá mới thì sẽ tăng tỷ lệ lên để cái độ dẫn dụ tốt. Nhiều bác cái bộ thước vuông này đắt, đúng đắt thật, nhưng mà chỉ đắt khi lúc đầu tư thôi. Còn như các bác tính hộ em cái, vừa rồi em chỉ dùng có 5 giọt, xem là đắt hay rẻ các bác nhé. Ở chỗ hiện tại chỗ em đánh đây là nó đánh về bên trái thì nó nông, rất là nông, và đánh về bên phải thì nó sâu. Nên là hôm nay em không mang phao ngắn, phải hy sinh cây phao này các bạn, phải cắt này để đánh cho nó đỡ bị rối thẻo các bác nhá. Hồ cho đánh 20 mét nhưng mà em làm nó hơi lố mất rồi, dài mất 1 phân rồi các bạn, so với quy định là dài hơn 1 phân thôi. Hôm nay em đánh cá mới và hôm nay em sẽ đánh phương án là bán rơi, bởi vậy em sẽ sử dụng 2 hạt đan cả anh em ạ, chứ không sử dụng ốc. Ốc chỉ để xả dẫn dụ cá về thôi, còn đánh hạt đan chắc chắn sẽ hiệu quả hơn đối với cá mới. Đối với phương án đánh bán rơi hay đánh rơi thì chỉ em sẽ kéo sát lên đây nhé. Và phao thì em sẽ cân dao động từ 2 đến 3 vạch, treo được 2 hạt đan. Của em vừa thụt kìa. Vừa thụt mất hình xong. Thề. Mày mất hình lúc anh quay sang là bắt đầu vào đâm 1 vạch đi lên. Đúng rồi. Vừa 3 vạch bây giờ 4 vạch rồi đấy. Sâu cái báo phao luôn. Ui, quá tay rồi. Đánh trên đầu đó, hèn không thấy nó đẻ. Thôi. Mày chạy đi. Tao dò được đằng rồi. Phải mắc cắt ốc rồi mới dò được. Mày cuối cùng thì mày cũng phải chết anh em ạ. Nãy không dò được đáy nên là đánh sai tầng. Mày không đứt thẻo phát đấy, đánh đuôi xe. Em ơi, lắp hộ anh cái vợt cái. Cán vợt trong bao cần anh, còn mặt vợt ở kia. Thì ra dò được tầng đẹp luôn. Đã bị đánh trên đầu nó tới 40 phân.
không tăm. Nhưng mà nãy anh đánh lửng cao quá, không có tín hiệu. Nó ăn cách đáy khoảng 20 phân. 20 phân thì đúng bài rồi đấy. Anh cứ nghĩ chỗ đấy nó nông cơ. Hạt đan anh em nhá. Đan giữa mõm, làm gì có chuyện ăn ốp. Mình mà quái xuống bên kia nước sâu thế, bên mình nước nông thế. Mặc ốc vào giò nó mới chuẩn. Đây các chú nhá, báo cá cho Việt Mai này. Đây con thích các chú nhá, cụ đến từ Hà Nội nhá. 12 giờ anh em nhá. 12 giờ. Ông nhỏ mãi mới được cái đấy. Thẻo 4 nhá. Thẻo 4 không độ. Thẻo 4 không độ à? Không, em đánh cá mới em có độ dây đâu. Thẻo 40 năm. Thôi chỗ này nước sâu mình lại lấy cây phao dài ra mình đánh thôi. Chào Lê Ngọc Dương nha. Ôi, anh cảm ơn. Chào Việt Hùng nha. Có đầu tiên trồng móm này anh em ạ. Đấy nha, báo cá thành công cho Việt Mai các chúng chúc mừng. Trồng móm à? Ui to. Này cũng ô còn to nha. 10 cân, à? 10 cân, 10 cân. 10 cân à. Chào Ngọc Tuấn nha, chào anh Lưu Ba Ba nha, chào Đỗ Xuân Thành nha. Đúng rồi, idol bây giờ mới lên cá em ơi. Idol thì hôm nay biết câu nha. Giờ mới dò được cái đấy. Chết rồi, sức chục rồi. À, quả lưỡi. Đây nha, mồm ấy anh em nha. Em cắt luôn hay bỏ đọng ấy? Cất luôn anh. Cắt luôn. Vâng. Chào gà con nha. Chết rồi. Có rồi em ơi, em vào video xem anh cái gà con này. Để em thả nước em gỡ dây nó dễ hơn. Con hư con cá. À chà. Rốt lên cho anh em, rốt lên này em ơi. Bỏ đấy. Ôi. Ờ, được rồi em ơi. Xách con cá nó vào cho anh. Cần đi anh nhá. Đi đi. Ngay này các em xin chào tất cả các cụ, hẹn gặp lại các cụ trong video sau các cụ nha. Tổng hồ còn lại 479 con các cụ nha. Anh vừa phải hạ xuống khoảng 60 phân. Giò đáy không kỹ các bạn. Phí oan mất cây phao, nhưng thôi không sao, cây này vẫn được sử dụng lâu dài dành cho những hồ nước nông. À, lúc sáng dò đáy không kỹ, sau đó em phải lấy một con ốc em móc vào em dò thì thấy à nó cũng khá là sâu. Thì lúc đầu em đánh là vẫn đang đánh là rơi nhưng mà mồi chưa chạm đáy, nhưng ai ngờ nó cách đáy xa quá. Nhưng mà con cá thì nó nằm ở cách đáy tầm khoảng 20-30 phân thôi. Đến khi em móc con ốc vào thấy báo phao cái thì bắt được luôn và có tín hiệu. Thôi bây giờ em sẽ bỏ cây phao này ra. Sẽ đánh bằng cây này. Tại sao em chọn cây này? Tại vì cây này nó rất thích hợp cho đánh rơi. Thứ nhất là trọng lượng phao nhẹ. Thứ hai là tăm phao rất là dài. Thì cái hành trình của nó khi rơi thì nó sẽ được dài. Thì đủ để thời gian cho con cá nó đỡ mồi tốt hơn. Chứ đánh rơi không phải là cứ kéo chì lên trên phao là đánh rơi đâu anh em ạ. Mà cái cách xét đồ là phải thật chuẩn. Thứ nhất là cách cân phao, xét đồ, trục thẻo. Trục thì hôm nay em sử dụng trục 5 chấm và thẻo 4 chấm. Màn ý số 8 anh em nhé, đây anh em xem màn ý số 8 em chỉ sử dụng loại này chỉ sử dụng cho đánh cá chép, nhưng loại này nó của MRT siêu nhẹ anh em ạ. Bởi vì thế cái tốc độ mồi rơi nó sẽ chậm hơn khá là đáng kể. Nói chung mỗi thứ một xíu. Lưỡi thì hôm nay em sử dụng lưỡi quan 2 12, thì lưỡi này nó mảnh và vẩy rồng thì nó cũng làm giảm trọng lượng của lưỡi, khiến cho mồi rơi chậm, cho cá dễ dàng ăn mồi hơn. Đấy. Chứ không phải đánh rơi là cứ kéo chi là đánh rơi được đâu. Cái màn ý mà to rồi cái trục to thì nó gây lên tín hiệu phao sẽ là kém. Và hai nữa là đánh rơi là thường là đánh cá mới. Mà cá mới thì cái lực hút của nó nhẹ nên mình xét đồ nhỏ thì thường là hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. Em nghĩ là cao hơn rõ rệt luôn. Mày ăn chỗ sâu thì mày chết với tao rồi. Đây nhá, anh em xem nhá. Ở chỗ em đang câu thêm mực nước nó khoảng sấp xỉ 2 mét 2 mét.
thì cái hành trình rơi của cục mồi khá là chậm, nó vào khoảng 35-40 giây. Thì như thế là khá là đạt, nói chung là cân phao như thế là chuẩn rồi. Thì khi mà mồi rơi chậm vậy thì con cá dễ dàng đón mồi hơn. Ôi ướt mặt rồi, ướt hết cả mặt rồi. Đây là ướt mặt là gõ thật rồi. Chỉ to nó ảnh hưởng đến kết quả với câu nhiều đấy. Nếu mà em đánh được chỉ bé thì tốt. Đậu cá anh em nhá. Mày không chịu ăn xa, mày ăn gần à? Cái tội ăn gần à? Chắc em phải ra cho anh cây gần 63 rồi. Để tí anh kiếm trục. Nhưng mà trục 63 chỉ có trục 3.5 thôi. Đây anh đang đánh thẻo 4 này. Sợ đéo, không sợ. 3.5 anh đánh chấm đen tự nhiên bình thường. Anh chưa, anh nghĩ cá Thanh Hóa yếu ớt vậy á. Thì nó yếu đây mà. Anh nghĩ cá Thanh Hóa yếu. Nhưng có vợt, vợt này rách rồi. Rách gì á? Rách rồi, không vợt được đâu, vợt rách rồi. Lấy cái vợt toàn. Báo quần thề một trò, các cô ơi, báo cá quần thề cho Việt mè các cô ơi. Đây, câu thích này các cô ơi. Báo tiếp tục báo quân thứ 11 cho họ các cụ nha, báo quân thứ 2 cho đề công tích này các cụ ơi, Việt Mai các cụ nha. Mày đi ra đây đừng có phá ổ, ổ gần lắm, ổ 54 thôi. Hôm qua thì dài lắm trắng này câu thì không dùng cá hôm qua mà, lắm trắng hôm qua mà. Con này ăn hạt đan dưới. Đây các cụ, đây là con thứ 11 cho hồ các cụ nha. Hôm nay thì các cụ biết được tí của chú hồ ở đâu đấy. Chú hồ hôm nay mà về đi đăng đi cho em có địa chỉ của nhà khoa. Cá khỏe lắm anh em ạ. Đánh đồ bé không dám ép căng tay. Đánh trục 5 thẻo 4. Đi vào, đừng có ra đây phá hổ. Không sao đâu, không sao đâu. Uy ơi, dòng cá. Ê. Trục bé, thẻo bé rồi, vẫn phải nương nó. Cái đồ đây như mình đang đánh đồ to sang mình vớt cái này không vớt được đâu, mình kéo được không, không ấy. Với em đang mình kéo hay bị căng lắm. Quen đồ đấy. Em ơi, cầm cần đây. Nó chạy ra thì cắm cần xuống đất là được. Chào tin anh Cao Phong. Ai, quả vợt thần thánh em ơi. Quả vợt này bằng gỗ xưa anh em nhá. Ở gỗ xưa đấy. Vượt quá nhiều cá ở hồ các cụ ơi, vượt quá nhiều cá ở hồ các cụ nha, từ ngày 200 con đổ lên 300 con đổ lên 400 con đổ lên 500 con rồi các cụ nha. Nhưng vì nó tuy nó hơi xấu một tí nha, em nói vượt quá nhiều cá rồi. Xấu nhưng mà có vỏ. Ok, và vợ thành công anh em nhá, giữa mõm nhá. Nhân đi đòn lên một con em ơi, nhân đi đòn lên một con. Ê, hạt đan. Chào Dương Đình Nam nha, chào Dương Đình Cao Hóng nha. Ok. Lên quân thứ 2 rồi em ơi. Việt Mai lên quân thứ 2 nha. Để con thích lên quân thứ 2 các cụ nha.
Ôi vất đại khẩn đấy. Cụ nào đi chợ cho cụ đi. Cụ nào đang làm đi chợ cho anh. Huy đi chợ cho Việt Mẹ đi. Không, con này đầu 7 thôi, không được 8 rưỡi đâu. Chưa được 8 đâu. Mẹ ạ, đánh cần dài cái ổ ngắn này nó phá nát hết ổ. Thứ 11 cho hò các cụ ơi. Nhưng mà em là không đánh được các cái dây này đâu. 473 con dây này là. Đây, theo 4 chấm hả? Hò nha, anh chàng muốn cắt mớm thì đến ngày hò kia rồi nha. Cá đang ăn tơi các cụ nha. Vía hôm nay cũng không nặng lắm các bác ạ. Hôm nay thực sự ra hồ lên cũng khá là tơi. Cả hồ cũng tổng lên được 16 con. Mà hôm nay thì khá là đông, tầm khoảng 30 cân nữa. Thì lên được 16 con thì em cũng may mắn bắt được 2 con. Câu cá mới thì thường thì em vẫn luôn luôn xả 2 ổ để dự phòng nhỡ cá các con gần. Thì đúng như dự đoán thì khi mà em kéo vào sóng 3 em đánh cá thì bắt được 1 con. Thì đúng lúc bắt được 1 con đó sau là cũng hết giờ cá. Thì thôi em lại chuyển ra ngoài em đánh. Thì được mấy phát năm rơi ạ. Nhưng mua cái tội tham ấy, các bác đua xe. Bổ mồi ra chắc cục mồi nó chỉ đang rơi cách mặt nước khoảng 30 đến 40 phân là cá nó lôi rồi. Nhưng mà đua xe không kịp giật nó lại nhả. Thôi bữa sau rút kinh nghiệm đánh rơi không đua xe nữa, bắt nhịp không kịp. Nhất là cá mới ăn cái nhả ngay. Anh em ạ, mất 2 phát nan rơi. Không làm sao được. Nhìn phao thôi nhưng mà với cần không kịp anh em ạ. Thôi thì hôm nay thì về hồ cây dừa câu thì nói chung là không được rực rỡ, nhưng mà thôi cũng gọi là tạm được anh em ạ. Tại vì hôm nay khá là đông nên là tỷ lệ lên rực rỡ thì nó khó. Thôi có quà là vui rồi, cũng không uổng phí công từ Hà Nội về Thanh Hóa. Thôi chào tạm biệt anh em, chúc anh em có những buổi đi câu thật là rực rỡ.